Lộc mới của em nha quý vị. Lộc mới của em Quân nuôi dê. Một em đực. Con mẹ nó dữ lắm. Đang ra nhau quý vị. Đó, đang ra nhau. Cái này bà nãy em mới đẻ xong khoảng chừng được 10-15 phút là em cho nó mũi oxytocin. Để trường hợp ví dụ nó có đẻ con thứ hai thì nó dễ ra, còn không thì cho nó tống nhau. Chích xong cái khoảng chừng 10 phút, 15 phút là bắt đầu nó muốn ra nhau quý vị. Mẹ nó dữ lắm. Mẹ nó giờ mà hực hực lại cái là nó đuổi liền à. Dê đẻ lứa đầu nên được một con nha quý vị. Em tưởng đâu hai con, tại vì con này nó cũng già rồi, nó đang lên đôi răng thứ hai. Con đực mà đẻ lứa đầu mà con đực nên nó hơi to nên mình phải phụ nó lôi ra. May mà không bị dê con không bị đẻ ngược, chứ bị đẻ ngược con này chắc khó. Con nó đang muốn bú lắm rồi đó, nhưng mà con mẹ nó chưa ra nhau, khi nào nó ra nhau nó đứng lên thì mới cho bú được. Này lát nữa em cho mũi hạ sốt nhé, hạ sốt rồi amoc nữa, nó là được. Ôi trời ơi con kìa, nhìn cưng quá à. Nó cứ nút nút cái lưỡi không à. Ôi, bắt đầu từ bây giờ là dê nhà em chuẩn bị đẻ nhiều lắm. Cũng không nhiều nhưng mà bắt đầu chuẩn bị thay phiên đẻ. Một con nữa, hôm bữa em xe lên em thấy xuống sữa rồi. Nặn đầu vú có sữa rồi. Chuẩn bị đẻ tiếp. Con này đẻ xong khoảng chừng 2 tuần chắc đến con kia. Thôi em chào quý vị nhá. Em chào quý vị, em về ăn cơm trưa đây. Ôi! Em chào quý vị nhá. Hẹn gặp quý vị ở những video lần sau.